đợi tao với mày. Ê Nguyên, sắp tới giờ Hầu đi đâu á? Tôi định gọi cho cô xin nghỉ một bữa nè. Tôi với tụi bạn đi chơi bóng rổ. Tới giờ học rồi không lo soạn bài soạn vở đi, tụ tập kéo bè kéo phái đi chơi bóng là sao? Dẹp đi, lên học. Thôi nghỉ một bữa đi. Đi lên học đi. Tôi nói qua rồi, không cho tôi đi chơi sao được. Bây giờ có vô đi học không? Không, đi tụi bay. Đi đi đi, đi học đi. Nè, đi đi đó. Đừng có kéo tôi coi. Nhanh lên. Chị là ai vậy? Chị hả? Nhà sư của Nguyên. Ta sư. Chị không biết chị ơi. Giữ mày. Chị ơi. Chị ơi. Ê. When you come to someone's house for dinner. Em làm gì vậy? Chị đẹp gái quá, ước gì chị là chị gái ruột của em. Sao mà được? Chị ơi, chị cho em chụp chị tấm hình nha. Để xíu post Facebook. Chị ơi, cho tụi mình em nữa. Tụi em nữa. Thôi thôi đi tụi bay. Thôi đi. Thôi. Để chụp trong mượn một tấm thôi. Giờ đi không? Thôi. Không. Thôi đi. Tấm thôi. Chụp một xíu. Thôi không? Thôi không? Đi ra ngoài. Thôi đi ra ngoài hết đi. Đi ra ngoài hết. Đi ra ngoài hết. Sao chọn đi ra ngoài. Đi đi đi. Sao khó khăn vậy? Đi 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 đi. Tụi bay đi ra ngoài đi. Đi 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 đi. Từ từ. Chiếu. Nhìn cái gì mà nhìn? Làm gì quay, coi tụi nó kìa. Làm gì mà lùa tụi nó đi nhanh quá vậy? Cô còn tính nó chụp với mọi đứa con tấm hình nữa. Mấy đứa này tiêu chuẩn thẩm mỹ ngày càng đi xuống. Tiêu chuẩn đi xuống cái gì? Cô thấy tụi nó rất là có mắt thẩm mỹ luôn. Chả thấy thẩm mỹ một chỗ nào hết. Thiệt mà. Em nhìn kỹ cô đi. Cô không giống mỹ nhân hả? Mỹ nhân á? Ừ. Đâu đâu đâu, mỹ nhân ở chỗ nào đâu? Đâu? Wow, mỹ nhân cái gì? Dị nhân thì có. Ủa chứ cô không tự coi gương hả? Bữa nào làm thử cái mặt đi rồi coi gương coi sợ không? Ghê. Thôi thôi. Dám nói cô giáo là dị nhân hả? Thôi học tiếp đi, học tiếp đi. Này. Học tiếp đi. Trời ơi. Trời có một xíu. Xíu cái gì? Khó khăn quá. Không biết Nguyên mà Nguyên đang giận đó. Mấy cậu định về hả? Tôi tính đem trái cây lên cho mấy cậu ăn nè. Ê, dạ thôi khỏi chị ơi. Mấy bạn không có ăn đâu, về liền bây giờ. Chị ấy là ai vậy? Hả? Chị làm ở đây đó. Chị làm ở đây hả? Ừ. Chị ơi, chị ơi, cho em giúp chị đi chị. Hay là cho em giúp tay mình nha. Không cần đâu. Không cần đâu. Mấy cậu ăn đi rồi về nha. Ăn cái gì nữa, về liền đi. Trời ơi, xíu nữa thôi. Đúng là mỹ nhân thanh khiết. Đẹp quá mày. Thôi thôi thôi, đẹp điếc thì đi về liền đi, đi về đi, đi đi về, không ở lại nữa. Nè 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 nè. Mấy em có chuyện gì vậy hả? Dạ em chào cô. Dạ dạ tôi chào cô. Dạ thôi tụi em xin phép đi về nha. Em chào cô. Dạ 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 cô kìa. Dạ cô về. Chị về nha Tâm Ý ơi. Ủa? Chị dạy xong rồi hả? Chị về trễ quá ha. Tại vì sắp thi học kỳ rồi mà. Còn chị phụ với em vậy? Dạ thôi. Chị về nha. Dạ, bye bye, bye chị. Em. Chị My, chị My. Chị My ơi. Ôi, chị My. Chị My, chị gái đi. Thôi, tụi em đi về hết đi. Thôi, nhưng mà được rồi. Thôi mà hôm nay được rồi. Tụi em đi về đi, đừng có ăn vậy nữa. Thôi mà đi về. Thôi, chị chụp một cái đi. Chị chụp hình với em một tấm nữa. Em nha. Dễ thương quá hả? Dễ thương quá hả? Thôi, thần tượng của em luôn á. Thôi, chị ơi. Thôi, thôi, tụi em đi về. Đẹp lắm luôn á, chị biết không? Một tấm nữa nha chị. Chị May là chị em yêu nhất. Chị May là thiên thần của em. Chị May, chị May. Em đi về đi. Nè nè nè, cô giáo. Ủa, mấy đứa này đâu quen với con hả? Em có. Chị May, em yêu vậy nha. Chị May xinh đẹp. Chị May là thiên thần. Chị May biết tâm ý. Nụ cười thiên thần tâm ý. Tâm ý ơi. Chị Tâm ý ơi. Tâm ý ơi. Tâm ý. Mấy đứa này nó cũng quen với con hả? Dạ không có đâu. Trời ơi, mấy ông này, mấy ông đi làm như là tranh cử tổng thống không bằng vậy đó. Nè, mấy đứa làm cái gì ở đây vậy hả? Dạ, chào cô ông về. Mấy cái thằng này. Dạ, ông chào cô. Trường con đang tổ chức bình chọn cho chị Tâm Ý với chị My á. Có ai là người đẹp nhất trường? Bởi vì trong trường con á, hai chị đó là mỹ nhân á. Mấy cái thằng nhóc này. Bình chọn nữa hả? Dạ. Nhưng mà rốt cuộc là bình chọn ai đẹp nhất? À, hiện tại thì số phiếu của hai người đang ngang nhau á. Đúng là con nít quỷ. Nếu mà nhìn tổng thể á thì tất nhiên cô giáo của anh hai phải là đẹp hơn rồi. Chị mình mới là đẹp hơn chứ. Cô giáo. Chị. Cô giáo. Tâm ơi. Cô giáo. Chị Tâm ơi. Ôi, nè đâu ai? Ai cái đứa này? Ba cái
cái chuyện rồi xàm xí gì đó tự nhiên là chia phe rồi cãi lộn. Không cần phải nói nhiều, nhìn sơ qua biết cô giáo đẹp một cách nhã nhặn. Chứ cô giáo đẹp hơn. Cái nhã nhặn là tính cách chứ đâu phải là bề ngoài đâu. Con thấy tâm ý nhà mình mới là đẹp nhất á. Chẳng qua là tâm ý nó không có chịu trang điểm thôi. Nó mà trang điểm hả là nó ăn đứt cô giáo luôn đó bà. Không 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 không. Cô giáo có nét đẹp riêng của cô giáo. Một nét đẹp sáng sủa từ tai mũi mắt miệng, đâu nó nằm đúng vị trí của đó. Con thấy là tâm ý đẹp hơn. Bởi vậy mắt thẩm mỹ của bà không có xài được gì hết, cho nên bà mới thích cô Lệ Liễu đó. Cô Lệ Liễu sao? Còn con nói ba không có mắt thẩm mỹ. Con có mắt thẩm mỹ quá. Hết người lựa lựa thằng chồng á. Nó vậy đó. Ba này, chồng con đẹp trai chứ bộ. Ai nhìn vô mà không nói chồng con đẹp trai? Thì phải rồi, nó có đẹp trai. Nhưng mà nó ẩn sâu trong đó là gì? Một cái sự thiểu năng, một cái gọi là phát triển trí não không được bình thường. Chẳng qua là tại vì ba là đàn ông thôi. Ba không có nhìn thấy được cái nét đẹp tiềm ẩn của chồng con. Cái nét đẹp thông minh mà nó tiềm ẩn ở tận bên trong. Chỉ có một mình con nhìn thấy thôi. Thiểu năng không có không chịu hả? Vậy ba nói là cái trí não nó không được phát triển, có chịu không? Nhưng mà còn cô hiểu phó thì sao chứ? Dạ thôi. Ba vừa điệu nữa thì có gì đâu mà đẹp hả ba? Vậy thôi, ông với cô đừng có cãi nhau nữa. Không có nên đâu. Mọi người ơi, nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha. Cùng nhau bỏ phiếu bình chọn cho chị Tâm Ý và chị My đi mọi người ơi. Không nói nhiều, cô giáo đẹp hơn, cho một nhát. Một nhát cô giáo luôn. Nè, cô thấy là Tâm Ý đẹp hơn, cho Tâm Ý một nhát. Một nhát chị Ý. Theo em á thì em sẽ quyết đoán bầu chọn cho cô giáo. Hay quá, quyết đoán. Tâm Ý đẹp hơn. Anh ơi, anh rảnh không? Hả? Sẵn tiện anh tháo cái miếng nệm vừa bầu chọn xuống luôn nha. Con nhỏ này, mẹ bình chọn mắc mới gì phải tháo xuống chứ. Tại vì con không thích. Nói cái gì vậy? Chị mình đẹp hơn chứ. Anh ơi, cho hai nhát đi. Gì? Chị mày cho hai nhát hả? Mày mà cho hai nhát thì tao cho 10 nhát đó. Vậy thì mình sẽ cho 20 nhát. Mày cho 20 nhát, tao cho 1.000, 1 tỷ, 1 vạn nhát luôn. Mày nói cái nữa đi, tao xé hình chị mày á. Ngon mày nói đi. Thôi. Đúng rồi, mỗi người chỉ được một nhát thôi. Không có 1.000 phiếu đâu mà bình chọn nhiều dữ vậy. Ủa? Thôi không cãi lộn ở đây. Bây giờ Sĩ suy nghĩ cho thật kỹ, bình chọn có ai đẹp hơn ai. Nhà mình rảnh ghê. Ôi cậu. Chú ơi. Làm tao mất hứng à. Ê Nguyên. Nguyên đây. Qua đây con. Chọn đi con. Cô giáo và Tâm Ý ai đẹp hơn ai? Cô giáo. Ai đẹp trai anh? Chọn cô giáo. Thôi. Là chọn ai, ai đẹp hơn? Tập trung suy nghĩ. Cô giáo. Tập trung chú ý bình chọn đúng nhà vị trí. Mình cũng rảnh thiệt luôn. Ủa cái thằng này nó học cái tuần thằng kia hả? Ủa cuối cùng số phiếu cũng bằng nhau hả ta? Mọi người ơi. Ơi sao rồi? Có kết quả nè cả nhà ơi. À, vậy hả? Dạ. Ai thắng ai thua? Cô giáo thắng hay là Tâm Ý thắng vậy? Tâm Ý thắng đúng không? Bị phải cô giáo phải thắng. Cả nhà bình tĩnh chờ con một chút để con đếm nhẩm lại cái. 5, 10, 15, 20, 96 điểm, bên này 96 điểm, bên này 5, 10, 15, bên này cũng 96 điểm luôn. Vậy là kết quả cuối cùng là cả hai bên đều đồng điểm hết. Vậy hả? Trời ơi, Tâm Ý thắng mới đúng đó. Cô giáo. Trời ba ơi này. Nhà mình rảnh gì thiệt luôn hả? Thì đó, rảnh thiệt luôn cậu. Ấy, bây giờ quyết định thắng thua là phiếu của hai đứa đó. Bầu đi. Nè, qua đây bầu đi. Dạ, thôi khỏi. Con đi ra ngoài đây. Con Nguyên. Để mà con bầu chọn hả? Thì con sẽ chọn đi chơi game vui hơn. Thằng này. Cái thằng. Vậy là kết quả vẫn là Huệ. Gia đình là số 1, oh oh oh. Gia đình là số 1, oh oh.